Lại cầm đi. Quay hay là live stream? Live stream đó. Lại chú trong đi. Đây con. Bạn chú thằng quay xử đi. Quay xử đi. Quay xử. Hello mọi người. Hôm nay sáng sớm có một anh cháu, ok, đang thăm một thằng một doanh nghiệp trẻ biết chú trên mạng, cho nên vì cái đó ra. Chào mọi người, hôm nay mình đi tham quan một cái xưởng in bao bì của một anh tổng giám đốc trẻ biết mình trên mạng. Và anh này rất là dễ thương. Ở đây là doanh nghiệp trẻ nha. Cho còn mọi người lại. Ở đây là một cái xưởng in bao bì. In bao bì phải không? In bao bì đây. Đây là anh là chàng tổng giám đốc đây. Là rất là mến mình. Đây là những cái cơ xưởng. Và cơ ngơi của anh chàng này rất là... Thôi khỏi nói rất là nhiều. Mình... thành lập có này 23 tuổi. Rồi ok. 20 năm. Trời ơi. Thôi con chào tới tất cả mọi người đi, con chào rồi nhớ. Chào mọi người, tất cả những người đây. Đó. Rồi ok. Đây là một mục tiêu biểu cho một cái lực lượng coi như doanh nghiệp trẻ của đất nước mình ra. Tài năng đó. Ở đây là tất cả nhiều máy móc lắm, ta mình thì không biết máy móc này cái gì, nhưng mà ở đây là bánh móc ra để vợ in bao bì. Đó, đây là máy in nè, quá trời lớn. Đây mới được. Chú biết là ngôi đó là ở đấy con áo đâu muốn này. Ở đây là áo đâu muốn cũ hả? Ok. Quá trời. 20 năm trước đổ đất lên. Rồi ok. Thật sự là ấn tượng. Thật sự là ấn tượng với là một cái xưởng in mà cho anh chàng này là làm chủ và làm tổng giám đốc công ty. Ở đây hai wow. Đây hai mặt. Cái máy in này là tính là không biết bao nhiêu tiền mà nói. Này. Quá trời luôn. Có máy scan để mà in ấn màu rồi. Kinh khủng. Đây là cái máy này máy gì? Máy này máy scan đó. Đây chú, đây nè. Nó in bao bì rồi. Nhôm. Anh in một mặt nhôm, một mặt màu, cái để in để mà làm bao bì hoặc là làm những cái gói xịn nách hay cái gì đấy. Đó hay quá. Kinh khủng luôn. Đó. Bởi vậy mình mới nếu là mình là những người mà hủ lậu không theo kịp, hoặc là chỉ ngồi trong xó bếp và hay than vãn số phận rồi là cái gì không mở tầm mắt ra mình nhìn đây là đất nước Việt Nam, có người Việt Nam, đây là những người Việt Nam doanh nghiệp trẻ mà làm tại đất nước Việt Nam. Đây quá trời là máy móc luôn. Đây mà nghe nó nói là đây là một bên kia, cái nữa là hai cái xưởng in bao bì, kinh khủng, quá giỏi. Đấy là một cái bài học cho mọi người thấy. Đây là một rồi. Mọi người nghe nói rõ không? Đây, cái này là cán nhôm phải không? Bao bì nhôm hả? Đúng rồi, bao bì nhôm. Ở đây thì có cán mặt nhôm này, cán trên giấy rồi xong rồi cái mình mới in lên. Quá trời là lớn. Đây máy móc nè, quá trời luôn. Thôi, mình nói chuyện mấy cái đồ quỷ này coi như triệu đô chứ không có tính. Ba cái máy móc là triệu đô không rồi chứ không cái có. Máy này là con nhập vào nước lại rồi. Rồi. Bình thường thôi. Rồi. Rồi. Lợi thế. Đúng rồi, gần 1 triệu. Nói chung đại khái là vậy rồi. Đúng rồi. Quá trời. Đúng rồi. Rồi.
Hôm nay thì cho hỏi cái xí nghiệp in bao bì con tên gì? Công ty bao bì Nam Giang. Nam Giang hả? Dạ, 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 bao bì Nam Giang. Xin báo cáo cho mọi người, đây là công ty in ấn bao bì Nam Giang nha. Rồi đây, đây là bao bì Nam Giang.com.vn. Rồi. Và website của có website riêng luôn nha mọi người. Tất cả mọi người, ví dụ như ai muốn in bao bì hoặc là buôn bán là mà cần bao bì gì đó là tới đây hợp đồng nha. Ok. Rồi. Đây. Cái này cái tem của máy móc đó. Cái tem máy móc hả? Dạ, dạ. Máy móc nhập cái nhập Trung Quốc về. Có thấy sạch sẽ không? Sạch. Rất là sạch sẽ. Rất là sạch sẽ. Không có cái mùi gì hết. Đây, sạch sẽ. Ở đây làm rất là sạch sẽ, một cách chuyên nghiệp, nó hẳn là vậy. Quá trời là máy móc này phòng kính để mà phòng hóa chất. Mực, trong này có mực. Mực. Mực trong này, nhưng mà con làm buôn kính này là con lấy carbon xử lý. Xử lý mùi mực. Xử lý mùi. Đây có hề nghe mùi gì hết. Đúng là thì mực nó có trong nó có hóa chất, nó sao hôi lắm. Hôi lắm rồi, hôi như này. Đúng rồi, thôi, thôi. Ở đây mực in nè. Bên chơi trong thùng nè, nhặt về. Đây nó xử lý mùi, của mực. Hay quá. Vào đây vẫn thấy mùi luôn, xử lý luôn rồi. Quá trời là đây máy móc rồi. Rộng mênh mông. Máy in nữa, in thùng, máy làm thùng. Rồi, và nhưng mà ở đây còn công nhân có thiếu không? Tao xin vô làm chân rồi, làm chú làm bảo vệ thôi. Nói vậy nói chơi đây. Đúng rồi, ok. Nếu mà ai không có việc làm thì xin tới đây làm công nhân nha. Đây, tất cả công nhân đang làm nè. Nhưng phải học nghề mới làm được quá. Phải huấn luyện chứ, training chứ. Mình vài 3 năm, 3-4 năm thì năng khiếu. Rồi, ok. 10 năm mới làm được. Đúng rồi, phải sử dụng mấy cái máy này cho nó giỏi, đại khái gì đó. Máy lập trình. Rồi. Máy này là máy cắt. Dạ, máy cắt. Đúng rồi. Có 3 cái máy cắt. Đây là máy cắt nè. Mọi người. Con đang xây dựng đó, đang đổ tất cả, con đang đổ lên tầng hết chú. Nói đây, sắp sửa xây lên nữa kìa, sắp sửa này, cái này là xây lên nữa để mà xây dựng lớn hơn nữa, rộng hơn nữa nè mọi người. Đang trong quá trình là xây dựng thêm, quá trời bự. Trời, bên này còn máy nữa nè, trời ơi. Nhiều lắm. Thôi, ở trên lầu nữa kìa, máy nữa kìa, thôi, quá trời lắm. Ok, thì nói cho các bạn hiểu rằng ở Việt Nam ta rồi ở đây giống như cái phòng khách ở nhà ha, không ai biết gì cả ha. Đây là phó giám đốc Trần Thị Thu Hằng, đây là vợ của anh chàng này, anh chàng là Thái. Rồi, đây là cái văn phòng, bà xã hả? Bà xã làm việc đấy. Bà xã làm việc ở đây, ok. Nhiều khách nào mà cần thiết có bên chủ trên lầu. Rồi, ok. Tức là hai cấp, cái nào vừa tiếp được cái địa vừa tiếp, cái nào không được thì phải có con làm. Rồi, ok, những cái hợp đồng nào mà nó khó khăn hoặc là những cái hợp đồng nào mà nó có những cái chuyện gì mà rắc rối hay cái gì đó thì lên tới con, phải không? Rồi, ok. Mày trước đi, mày hướng dẫn chứ. Đi trước chứ, con nhỏ tuổi đi trước chứ. Rồi, không sao đâu mà. Thì hôm nay cũng gặp con, mời uống cà phê rồi giới thiệu về doanh nghiệp thì chú rất là vui. Là bởi vì thường thường á, những cái người mà họ không biết trời cao đất gì vào đất rộng là gì cả, họ chỉ nghĩ là đất nước Việt Nam mình là toàn là cái dân mà ngồi ăn ăn xạo, ăn gì ăn ấy, nó leo xong đại khái. Đây là phòng kế toán. Dạ. Rồi, ok con. Phòng kế toán. Đây là phòng tổng giám đốc. Dạ, phòng con đây.
đây, ok. Đây, đây, đây là một cái khuôn viên rất ư là đúng rồi, phòng thâu giám đốc. Dạ. Không biết nói gì hơn. Ở đây có một bàn nước chè cũng mời khách, đại khái là dạy dân Việt mà. Cái này cái bàn là cũng đại chứ ạ. Vâng, vâng, trà. Đây là tôi từ đồng này. Không, dưới đây sản xuất từ đồng hết đấy chú ạ. Ồ, hay quá hả, cái này tự động hả, cái này tự động bỏ nước. Nước uống cũng tự động luôn. Ồ. Thì động bơm vào biết nó, nhưng mà nó biết lúc nào vào đầy không mà nó tự ngắt à? Có tự ngắt luôn hả? Dạ. Hay quá hả? Thì có pha chúng ta cũng nên cái có luôn hết. Rồi, ok, hay quá. Vừa nói chuyện vừa tám, vừa nói chuyện vừa cũng mình đi ta xong rồi đi ăn sáng cà phê. Rồi, ok con. Đúng không? Thế thì từ hồi trước tới giờ thì chú thì cũng gặp một doanh nghiệp trẻ giống như con vậy, đó tên là Khánh Nguyễn ở phía bên Dĩ An, Bình Dương. Nhưng hai vợ chồng anh chàng này là cũng rất là giỏi. Vợ chồng là kỹ sư về những điều hóa chất, vợ là coi như tiến sĩ để mà làm những cái hóa chất về nước hoa, nước mùi nước hoa rất là giỏi. Bởi vì họ năng nổ và họ có một cái chiến lược rất là hay, không phải giống như cả như vậy đâu, có hệ thống, có marketing, rồi có quảng cáo sản phẩm, rồi có nói chung là các khi người ta làm đó cái tới mức độ rồi thì người ta hiểu được thế nào là rất là hay con. Rồi bên nay con gặp con nữa là người thứ hai là doanh nghiệp. Bây giờ thực chất đó thì bây giờ là thế giới phẳng anh chú. Đúng rồi, bọn trẻ dược này giỏi quá. Thế giới phẳng. Và bà xin giới thiệu anh Thái này là đã tốt nghiệp gì? Ngày hôm qua bố con nói với bố là có này có tốt nghiệp thạc sĩ à? Thạc sĩ đó nha. Kinh tế vĩ mô. Đây anh này thạc sĩ về kinh tế vĩ mô kìa mọi người. Con học kinh tế trường của con liên kết về trường đại học Illinois, nhưng mà tất cả thầy dạy trường con là toàn là thầy bên Mỹ về hết à? Ok. Tiến sĩ giáo quốc tế hết về hết. Rồi, ok con. Dạ, cho nên trước thì nhà con cũng học cái chương trình quốc tế mà. Rồi, ok. Thì vấn đề đi học á, thực chất thì được bây giờ toàn đồ hóa học giống nhau à? Đúng rồi. Dạ. Mình rất là vui và rất là hạnh phúc khi những cái giới trẻ của Việt Nam hiện giờ họ đã nói một cách khác là họ đang đuổi kịp những cái nền coi như văn minh của nước ngoài, thí dụ như cách làm ăn, rồi cách marketing, rồi cách xây dựng cơ sở, cách để làm cho mình giàu hơn. Đầu tiên yêu nước là gì? Yêu nước là chính anh làm giàu cho bản thân anh, chứ đừng có nói làm con mẹ gì cả. Anh đủ cơm đủ áo cho vợ con, anh hạnh phúc vợ con, đó là yêu nước rồi. Theo bác nghĩ là vậy, thế thôi. Đừng có ngoại xạo ngôn rồi loạn, là toàn là những cái chuyện mà tào lao mới lao thì mình không thấy. Không, chú nói chuyện có kiến thức rộng, nó có rất thích chú, quý chú. Chú nói cái chuyện mà mùa gia đình phải làm giàu cho bản thân mình đã. Đúng. Anh đừng có nói, anh đừng có nói là cái chuyện mà anh ngồi anh kiểu mà anh cứu đồng bào anh khổ con khỉ tao về đây Việt Nam coi, tới đây đã quá lâu, cũng 4-5 tháng rồi. Mình mới cảm thấy là ở đây Việt Nam mình không có ai đói cả, nói thẳng là không có ai đói cả. Chỉ có cái điều anh không tích cực làm giàu mà thôi. Ông cha thường nói câu là coi như là khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm. Anh làm công nhân 10 tháng 1 triệu 10 mà 1 tháng 10 triệu 8 triệu thì anh cũng đủ sống. Mà anh làm 5 triệu anh cũng đủ sống là ăn thua cái bản thân của anh, bởi vì anh không có trình độ. Nói thẳng là như vậy. Thực chất là nhiều người cứ nói là phải thế này phải thế kia. Đúng rồi. Người ta nói người bị giỏi, người cho con giỏi, thực chất theo con quan điểm của con á, họ đi trước mình chứ không phải họ giỏi hơn mình. Đúng rồi. Chính xác cái câu đó ấy, họ đi trước mình, bởi vì mình bị chiến tranh tàn phá, cho nên vì cái đó mình đi theo kịp, không theo kịp của cái thời đại của ấy, nhưng mà mình đã bắt kịp. Chẳng hạn như tao giới thí dụ cách vậy này, về đây tao mới hiểu nè, tao đang cầm cái phone, tao đang quay phim nè, đại khái là như vậy. Internet Việt Nam mình là thứ hạng cũng là nhất nhì thế giới. Dạ, trong khi đại mà thấy giờ đó là chỉ đơn giản thôi, ta coi chỉ nó đơn giản một cái gì vậy thôi, rồi tất cả những cái điều mà học hỏi mà cấp tiến giống như các con là đại diện, giống như con đại diện cho lớp trẻ đi, thì con đã theo kịp những cái đà tiến triển phát minh về vấn đề nghề nghiệp của con, để nó đã như vậy, nó đã là như vậy rồi, thì tại sao chúng ta lại phải ngồi để mà than thân trách phận thân cái gì trời? Tại vì mày không cố gắng, mày không có năng lực, mày không có làm ra được đó. Nói chung là làm gì làm chú ạ, là con người Việt Nam, bất kỳ con người của quốc gia nào phải đề cao tính nhân tộc đầu tiên. Tổ quốc là đến hết. Đúng, chính xác. Mình nói ngắn gọn là tổ quốc là đến hết.
chính xác rồi. Là bởi vì anh không có tính dân tộc và anh không có cái tự hào dân tộc thì anh không làm được con mẹ gì cả. Lúc nào anh cũng quỳ lị, anh cũng van xin cả. Anh đi bằng đồ gối. Thế thôi, đơn giản vậy. Không có cái gì là... Nhưng mà cái bọn trẻ bây giờ hiếm có người như con. Có nghĩa là họ theo một cái cách sống kiểu như là buông thả. À, mới xảy ra một cái sự kiện là những cái cô gái Hàn Quốc bà qua Việt Nam mình để biểu diễn đó. Ta không hiểu nó tôn thờ cái gì. Ta không hiểu đông thơ thọ tôn thờ gì. Và tinh thần dân tộc họ ở đâu. Và cái tính là tự tôn, tính tự tôn chẳng biết nằm ở đâu mà rất ư là thấy rất là phản cảm. Thay vì đó những cái thành phần như vậy, sức trẻ lao động như vậy, trời ơi đất nước mình rất là hạnh phúc khi người ta biết nghĩ tới cái tương lai của họ. Mình kể cả mình càng ấy còn càng thành đạt ấy, còn chú ạ. Mình càng thành đạt càng thành công, mình càng giỏi á, mình càng bảo vệ tổ quốc quê hương. Đúng, mà là càng khiêm nhường. Cái yeah. câu đó là càng khiêm nhường chừng nào yeah. là mình tốt chừng đấy. Rồi đó. Giúp đỡ người nghèo. Đúng rồi. Vì sao? Giúp một người nghèo á, thoát nghèo á là tức là thêm một khách hàng. Đúng rồi. Ví dụ đi, họ đủ cơm ăn, áo mặc rồi thì họ dư tiền họ đi mua tủ lạnh, máy lạnh, đúng rồi, TV, đúng rồi, điện thoại. Như vậy những cái thứ đó là của mua của người giàu, nó phải mua của người nghèo. Đúng như rồi. Như vậy là cái anh người giàu, anh nhà máy của con đây này thì mình bán được hàng. Đúng rồi. Có phải là con nói con có câu là giảm một người nghèo là tăng một khách hàng. Đúng rồi. Còn khi anh có tiền thì anh mới mua đồ chứ. Mua đồ cao cấp được. Đúng rồi. Ai đó nước Mỹ đi trước mình rất là lâu rồi yeah. và nó gọi là đồng tiền xoay quanh, đồng tiền phải chạy yeah. nó không cho đồng tiền của nó đứng một chỗ và đồng tiền nó phải chạy. Thì mình đang làm những cái chuyện đó đó con, nhưng mà có nhiều người họ không hiểu. Kinh tế nhiều khi con nói thật chứ, mỗi ngày mặt đồng kinh tế bên Mỹ là những công ty vĩ mô thì có thể là họ đi trước, thì họ bây giờ có vốn nhiều, tài chính nhiều, thì đương nhiên là họ đầu tư, họ đi đầu tư đi làm trùng, rồi đi làm những cái lĩnh vực mà ngành kinh tế vĩ mô để nó chịu, nó quyết định giá. Kinh tế vĩ mô nó quyết định được giá, đúng rồi. Kinh tế vĩ mô nó quyết định được giá, cho nên là thằng Tây, thằng Tư Bản cái gì nó cũng đầu tư vĩ mô thì để nó quyết định được giá thì nó đâu có lỗ. Đúng rồi, chú công nhận không? Nó thích sang Việt Nam, nó muốn sang làm lập ngân hàng. Cái lập ngân hàng thì nó tác động là gì? Nó lãi suất đây, nó về cái vấn đề lãi suất. Nó quyết định, nó quyết định lấy về năng lượng, nó quyết định lấy về y tế, nó cũng thích đầu tư vào y tế để cái người bệnh có thể chết thì nó cũng quyết định về giá. Đúng rồi. Nhưng là về năng lượng, về dầu khí, về điện, đặc biệt là về điện, điện nó cũng có đầu tư, chẳng hạn như chúng biết đâu như điện gió đâu tới khoảng vài chục cái cột điện đấy, trăm cái cột điện gió đấy, một cột điện nó trung bình bây giờ là đâu tới 7 tỷ 2 đấy. Thì đối với những doanh nghiệp Mỹ, những doanh nghiệp lớn đó, thì họ bên Mỹ họ vay tiền rẻ lại có rẻ Việt Nam, cho nên họ đầu tư khoảng 100 cái cây cột điện như thế, họ ăn muốn đời muốn kiếp, họ thu tiền muốn đời muốn kiếp, mà giá là họ muốn sang mà đầu tư những cái đó để quyết định giá. Chứ còn vi mô thì như sản xuất cái công ty bao bì gọi là công ty vi mô, nó chịu tác động những công ty vi mô về lãi suất, về năng lượng, về giao thông, xăng dầu, rồi về xăng dầu thì những công ty nhỏ nên nếu mà chưa đáp ứng công ty vĩ mô và cả chính sách vĩ mô nữa. Thì thằng Tây thì thường là nó đến một quốc gia nào nó cũng đầu tư vĩ mô, cho nên là chính phủ nào mà mở cửa cho nó đầu tư vĩ mô giống như Philippines, Thái Lan đi, nó thích lắm. Cuối cùng là gì, khi mà nắm được cái trung cái vĩ mô rồi thì người dân dưới lại chịu thiệt. Đúng rồi. Ok con thì quá hay, con nói về vấn đề kinh tế vĩ mô thì bác thì chỉ hiểu lơ mơ thôi, chứ để hôm nào đi ha, hôm nào mình bác cháu mình tâm sự nói chuyện giải thích chuyện về vĩ mô cho nó cặn kẽ. Có cơ hội thôi, hôm nay thì mình gặp một anh chàng này rất là hay, một doanh nghiệp trẻ. Thôi các bạn nha, mình chỉ like, mình giới thiệu sơ sơ của một cái hãng in ấn bao bì của anh Thái này, anh chàng Thái này nha. Nhưng mà mình phải công phần để anh Thái này là quá là xuất sắc. Xuất sắc. Chỉ trong 20 năm lập nghiệp, từ bàn tay trắng mà đã lên, trời ơi, chưa nhà cửa nữa. Nhà cửa thì 5-6 tầng rồi, 2-3 căn nhà, nhà để xe, của xưởng, nhà tầng ngầm, đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng mà cái chuyện đó sau này mình nói sao ha, bên này gặp xe giao mà. Con mời chú đi thăm mấy cái công ty của bạn có thấy chưa? Đấy, mà thấy rõ ràng không?
thường thường ông cha ta nói anh chơi gần đèn thì sáng mà gần mực thì đen thôi, đơn giản vậy thôi. Ồ, toàn là xì ke ma túy không à, rượu làm sao mà nó lấy được. Ồ, ok. Giờ chào. Rồi, ok. Mời chú cà phê. Tôi coi như chú cháu mình kết bạn uống cà phê. Rồi, thì hôm nào chú rảnh thì chú đi uống cà phê với con. Chú cũng nhiều bạn lắm, cái sáng sớm rồi nó cứ lỗi đi, đứa này đứa kia có nhiều bữa đó mới sáng sớm nó đổ rượu cho ta. Nhưng mà nó vui. Mà ở nước ngoài, ở một cái nơi nước Mỹ thì không bao giờ có cái chuyện đó bao giờ xảy ra cả. Bởi vì thường nó là thuộc dạng theo nền công nghiệp rồi. Thành ra sáng rồi con người ta giống như robot thì cứ xâm sắp là lo cái chuyện đó, các cái bỏ lên xe chạy cái vèo vô hãng, hãng làm xong về chỉ biết bao nhiêu thôi, không biết bất cứ một cái gì và không có thời gian để biết luôn. Đó thế rồi thôi được rồi, cái chuyện đó để mình nói sau. Con chú biết là con buổi sáng là thứ tối là con về để hơn chút, là cái kế hoạch của con ngày hôm qua con đã lập xong rồi, tức là mình quản trị nó là ba bốn bước mình phải lập được kế hoạch. Thì hồi tối là con lập kế hoạch, con giao phó tất cả công việc. Thì khi chú này con giám đốc mà tổng giám đốc mà sao mà lại nhiều khi con như thảnh hơi. Thế tức là mọi kế hoạch con đã lập ngày hôm qua rồi. Đúng rồi. Có thể là có khi là kế hoạch lập một tuần một tháng xong. Thì mình hôm nay là mình lập kế hoạch, mình tổ chức và tất cả chú vào đó thì anh em cứ người làm việc đó họ cứ thế mà làm. Và nhưng mà chỉ ta hồi được rồi, ngắn gọn thôi. Chỉ có những cái đầu lãnh đạo thì nó mới phân bố được như vậy. Dạ. Được hiểu không? Dạ. Thôi ok. Và chú tạm dừng cái like ở đây đi để anh em mình uống, tôi chú với con uống cà phê rồi đi kiếm gì đó đi ăn sáng ha. Dạ. Chào tất cả mọi người, hẹn gần thôi, mai hoặc là mốt sẽ gặp lại mình bàn sâu và cũng điện này được nha. Ok bye bye mọi người.